cả gia đình rất là tôn kính, tôn sùng. Cho nên á, đây là để chứng minh cái sự tôn sùng gia đình á, đã làm để đeo rất nhiều năm rồi đó, rất thời gian rất lâu rồi đó. Ủa, nếu mà con không phải người Kiên Giang chắc không đeo hả? Không phải, thức đầu tiên, vị đầu tiên mình không biết gì hết, nhưng mà mình nghe cùng xứ là đó là cái mối đầu tiên mà dẫn dắt mình đi tới giờ phút này. Bởi cũng cái vụ này mà hồi cách đây mười mấy năm con mở cái chùa 18 triệu bạc cho mấy người Phật tử ở đây tu. Cái ở đây cộng đồng kéo về mấy nghìn người đứng trước cửa chùa gần đây cách đây 15 phút. Đã đảo Ngô Tuấn Kiệt, đã đảo Nguyễn Tấn Dũng. Mày liên hệ với Nguyễn Tấn Dũng tại vì mày ở Gạch Giá. Mình ở Gạch Giá thôi mà cũng bị đã đảo. Cho nên nhiều cái nó bị mình chưa từng biết ổng là ai luôn á. Ra đó kể từ khi kia những cái clip đầu cũng như những clip mà của anh Lân có phỏng vấn nghe hết tới giờ phút này. Thật sự ông Thắm Trần Trình cũng là Đức Phật Thầy Tang, cũng là Đức Quỳnh Phú Sổ, ngài cũng có nói rồi, thời kỳ này nó có những cái chuyện rất là lạ mà lại thiệt. Thì nó chỉ 5-10 nghìn năm, nó có lâu lâu có sự vụ lạ một lần thôi. Cả thế giới hôm nay điên đảo thì cha thượng đế mới cho Kiệt xuất hiện để mà cho nói lên những cái sự thật cho mọi người chuẩn bị. Kiệt sanh ra đời, sanh ra dùng Bảo Giang, tức là một cái mảnh đất nhiều sông ngòi và hiền từ. Miền Nam là sanh ra thánh nhân, miền Trung vĩ nhân, miền Bắc sanh ra danh nhân. Kiệt sanh ra không phải chỉ riêng cho Kiên Giang, không phải riêng cho nước Việt, mà riêng cho cả cái thế giới đang đi vào thời kỳ diệt vong. Bây giờ mình cũng đang thấy sắp diệt vong rồi đó. Hồi mấy tuần trước thì mình cứ cảnh cáo Việt Nam sắp đói qua cái vụ tiền thành giấy là thiệt tưởng không, chuyện nó trúng rồi. Bây giờ bắt đầu tới đói. Bây giờ quý vị thấy tự nhiên nghe bữa nay chợ chính không cho mấy chiếc tàu xuất cảng lúa gạo là việc trúng nữa rồi. Thì tự nhiên cái bên Ấn Độ nó cũng không cho xuất cảng bán gạo thế giới nữa. Có phải là sẽ đói không? Việt Nam sẽ đói nè. Mà mình nói là vì mình dầu sao cũng giống như bác nói, cũng tình người, nói tiếng Việt, mặt mũi tẹt Việt Nam. Thì mình thương người Việt, tại vì đóng phim màn nào thì mình phải cho trọn vẹn cái vai của màn đó. Không cần biết kiếp sau mình sanh vào người quốc gia nào. Hồi xưa từng sanh Do Thái, sanh Ấn Độ, sanh qua Tàu, bây giờ sanh vô Việt Nam. Nhưng mà vai nào tính theo vai đó. Thì giai hôm nay là giai người Việt để mà nói lên tiếng nói sự thật. Vì nước mình đã bị diệt chủng rồi, từ lâu rồi mà tự mình không biết. Bị Trung Cộng nó diệt chủng rồi, nó đã mua rồi. Cũng giống như cô dâu á, mà đã gả rồi và nó đã xong chuyện rồi, gạo nấu thành cháo rồi, chẳng qua nó chê nó chưa chịu ước dâu thôi. Cũng như cái nhà ở Mỹ này đã bán rồi, sang sổ đỏ rồi mà chưa thèm dọn vô, lúc nào đuổi vậy. Thì nước mình đã bị như vậy rồi. Đó là thiên ma. Trung Cộng là thiên ma, không phải là Trung Quốc nha. Trung Quốc là cũng là người tốt, mà nói riêng giữa trắng với đen á. Thì con là sanh ở vùng xưa ở đâu ta, xưa ba má thì ở vùng thứ năm kinh làng. Rồi cái lúc đó năm 65 quê Mỹ đầm già cán gáo á, nó bỏ bom cháy nhà hết, có hai nhà lá bị cháy. Thì lúc đó bà mang bầu cái thằng này 9 tháng rồi, còn có 10 ngày là sanh. Mà đi bộ với một đoàn người từ ở kinh làng thứ năm cái đi qua thứ ba, cái qua sổ rô cái tới chỗ bác phải không, tình yên phải không, thì cũng đâu có chỗ đâu ngủ. Mà chỗ đó cái vào đi ra tới bến tàu sỏi, rồi cái chỗ đó cũng không có chỗ ngủ, cái đi qua cái đồn công an á,
có cái trường học An Hòa đó. Dạ. Chỉ cho trường học thì mới cho tá túc, thì sanh ngay cho cái mái trường An Hòa. Ở đó cái bên hồi xưa có cái bà cái nhà thương trạm y xá nhỏ nhỏ, bà mụ chỉ có vậy thôi, chạy giặt. Thì nhờ chạy giặt thì mới sanh ở vỉa hè. Cho nên qua tới Mỹ cũng vẫn sống ở vỉa hè. Nghèo quá không có cha mẹ mà. Ở đầu đường xó chợ. Hôm nay thì già rồi, năm mấy tuổi, hiểu được nhiều chuyện rồi, muốn nói lên và góp ít một chút gì công sức để mà trong tương lai á, khi mà sư phụ á, ông cái tượng mà râu dài ngồi ngoài đó đó, ổng mà xuất hiện á, mình đi theo mình xách vỏ cho ổng để cứu nước Việt. Mỗi sư phụ thường dạy chuyện từ gần mười mấy chục năm nay là cái dấu thiên tâm á, là do dấu này nè, là do Đức Quỳnh Phú Sổ dạy nha. Rồi Thượng Đế là người ban xuống, Đức Quỳnh Phú Sổ là người tuân lệnh, còn mẹ thì lúc nào cũng bên cạnh để mà dìu dắt, để mà dạy thêm. Chứ hồi xưa qua Mỹ cũng lo kiếm ăn thôi, lo đi học rồi lo kiếm ăn, rồi lo nuôi 12 anh em, rồi nuôi cha mẹ bệnh, ô đủ chuyện phải lo, đâu có hiểu gì đâu. Rồi đến lúc mà thấy cuộc đời phù du ảo mộng quá, lúc đó bắt đầu mới tính đi tu. Rồi năm 2007 đang làm chủ cả đống nhân công vậy đó, rồi 4-5 cái building ở đây mắc tiền không đâu phải ai cũng có đâu, 5 cái thời đó. Tự nhiên cái muốn lấy cái building làm chùa, rồi cái mình vô đó mình cạo đầu mình tu, giao cái hãng lại cho ai muốn làm vậy đó là làm. Đang bình thường thôi chứ không có vấn đề gì hết. Rồi từ đó cái mấy vị về gõ đầu, con không có được đi tu, trốn tránh trách nhiệm, tại vì nhiệm vụ chưa có xong. Rồi từ đó bắt đầu mấy vị mới dạy qua, dạy những cái ngày kế tiếp, là khi một cơ trời mà đi vào cái khúc cuối á, là nó xoay chuyển mạnh á, rồi con phải ra độ đời, con phải đi nói những cái lời của ta muốn nói, để cho mọi người quay đầu cho kịp và có sự chuẩn bị, và để cho hiểu mình đang ở vào cái hoàn cảnh rất là nguy khốn, nguy nan, và ai nhà cũng phải thức tỉnh, chứ không có phải mà u mê mà lầm lỡ như bao nhiêu năm mà mình cứ nghĩ là mình sống trên thiên đàng nhung lụa. Thì từ đó bắt đầu cơ trời xoay chuyển. Những năm đầu á, quý vị thấy hài hoài á, núi lửa động đất nè nghe. Rồi kế tiếp giống như cái ngày Covid, dịch Vũ Hán, trên bắt đầu mới cho lên nói. Rồi từ dịch Vũ Hán xong làm cho thế giới đột xuất chết gần mấy chục triệu người. Vậy mà tới sau đó hết bệnh tật, rồi tới nạn châu chấu, nạn bò, heo, gà, dịch chết khủng khiếp. Rồi thêm những cái bệnh lạ. Vậy mà ta có không sợ. Cái sau đó chiến tranh giữa Do Thái với Trung Đông, rồi Đài Loan nó cứ lên nhỏ xíu mà bị Trung Cộng ăn hiếp hoài. Thì chiến tranh, bệnh, rồi thiên tai. Rồi bây giờ cái thằng Nga tự nhiên cái muốn trở lại làm hoàng đế thế giới, tức là đi chiếm hết Âu Châu á. Nó chiếm Âu Châu tức là chiếm trái đất này á. Rồi thêm Trung Cộng lại tham đi muốn lấy hết Á Châu, rồi đi ăn hiếp cái nước Việt nhỏ xíu. Nhưng mà các Trung Cộng một điều họ không bao giờ họ ngờ được, đó là con người tính không bằng trời tính. Có khôn, có mạnh, có giỏi cũng không bằng Thượng Đế tính nha quý vị. Mà cái một cái đặc biệt đó là trên quả địa cầu này chỉ một mình Kiệt là đầu thai xuống từ ở thiên thượng về trái đất này. Mà thằng Trung Cộng nó xui, sao mà đầu thai ngay nước Việt luôn. Chứ nếu mà Kiệt không đầu thai vô nước Việt là xong rồi. Đức Thầy đã đầu thai vô nước Việt. Bây giờ
những cái sấm cơ mà của thế giới đã tiên tri nói là Phật về Nam, chuyển về Nam vậy đó. Ai cũng biết cái câu của Đức Thầy kể đó. Thì thời kỳ này cái quả địa cầu nó bị thay đổi, lệch cái đường băng chút, nó mới vừa thay đổi. Cho nên chúng ta phải uống nước nhiều á. Nó qua trạng thái 5D á. Cái gì mới vừa báo cho biết. Thì nước Việt là nước ngay giữa mặt trời bây giờ. Thì cho nên cha mới chọn nước Việt là nước sau này sẽ là thống lãnh quả địa cầu. Mình nghe nói hiện giờ là nói chuyện nói ảo, nhưng mà lâu nay chuyện nói những toàn là chuyện ảo không mà toàn là chúng thiệt không à. Người nào nói chuyện ảo là người đó ảo, người nào nói tà là người đó tà. Kinh điển của Notre Dame hay những của bên Chúa, bên Kinh Khải Huyền đều nói là sau này ở phương Đông có một người sẽ cứu nhân loại, tức là Đức Thầy hiện ngày không phải mình phương Đông. Cái bên Tàu thì họ nghĩ hồi xưa họ đâu có biết là Trung Cộng với Việt Nam cũng là phương Đông, nhưng mà hai nước khác nhau, người ta chỉ nói phương Đông thôi. Nhưng mà cuối cùng á, bây giờ á, là phương Đông chính là Việt Nam á, chứ không phải là châu phương Đông nghĩa là Tàu. Cho nên ba cái gì mà ở trên mạng nói mà người Hoa họ giàu họ có tiền á, họ nói cái gì cũng Tàu. Quý vị nghĩ một cái rất là logic, rất là thật. Đó là một cái nước đang ác như vậy, cực kỳ ác như vậy, mà bây giờ mà Phật Di Lặc xuất hiện ở bên Trung Cộng, ai nghe ai tin ai nghe, cả thế giới giờ tẩy chay rồi. Chỉ cái nước Việt Nam bị Trung Cộng ăn hiếp á, rồi được cha phong lợi cho nên chết sống sống. Nhưng mà hôm nay bắt Trọng đi đúng đường rồi đó, thuận thiên rồi đó. Thuận thiên từ lúc mà ông Anthony Blinken á, Anthony Blinken bắt đầu qua bển để mà đặt tòa là lãnh sự, là từ đó trên đó bắt đầu đi thuận thiên rồi đó con. Năm nay cuối cùng cũng thuận thiên theo Mỹ rồi đó. Sáng nay mấy bác mình còn đi muốn qua gặp Mỹ để mà hợp tác mạnh lên phải không? Đó là phương Đông, là nước Việt. Sau này vì nước Việt có đạo Thiên Tâm do Đức Thầy lập ra, do Kiệt với cha Kiệt chỉ là tuân lệnh đó nghe. Mình là người truyền tin, nhưng mình là người thừa hành. Tại vì mấy vị là Phật trời là 100% là Phật, còn Kiệt mang thân người, Kiệt chỉ 50% là lai mấy vị thôi, còn 50 là giống như mọi người nè, cũng phải ăn cũng phải ngủ. Thì 50 còn lại là đang nói được tiếng này nè. Thì cho nên Kiệt là người duy nhất của núi Thiên Long Sơn là được bề trên nó giao tiếp để mà gai, để mà nói lên cái tiếng nói cái thời tận thế. Thì sau này á, quý vị sẽ thấy nha, những ngày kế tiếp khi mà bác mà về Việt Nam rồi á, Việt Nam mình sẽ chết đói. Rồi sau kế tiếp á, nhiều chuyện rất là ly kỳ xảy ra. Tự vì ở cái thể chế mà như bển bây giờ á, mà thờ Phật thờ trời á, hồi xưa nhà mình lúc nào cũng thờ ông Thiên, là thờ ông trời trước cửa nhà, mà giờ đâu có ai thờ nữa đâu. Thì quên cha đi, quên cha có nghĩa là không có biết nhân lợi nghĩa chính, không có biết tâm linh, cũng chẳng có biết mình có linh hồn nữa, chỉ biết là vui ăn chơi, rồi biết hơn thua từ chút. Rồi anh em thì không còn thương nhau như hồi xưa nữa, chút xíu có một công đất mà giết nhau. Rồi tình người không còn, tình thầy trò rồi cái gì. Như hồi thời con đi học có bỏ nó, bị ông đầy kính á, con đưa tay ra, ông bút bóp bóp cái thước bảng vậy nè, sưng tay cũng phải đưa. Còn bây giờ là học trò quýnh lại thầy luôn á. Vì nước Việt năm nay họ ở một cái trình độ rất là thấp, vì họ không còn biết lịch sử của nước Việt nữa. Họ không, mấy đứa nhỏ đó từ 18 tới 40 là cột trụ của nước Việt. Bây giờ họ chỉ có biết vui chơi ăn nhậu cà phê,
Rồi họ cứ ngồi đó họ chờ kinh tế tăng trưởng, họ chờ thứ này, cứ nghĩa là kỳ vọng này kỳ vọng kia, cuối cùng không có kỳ vọng, cứ ngồi cạo vé số, đang nặng vé số, rồi không có tương lai. Còn mình đây mình nói nước Việt sẽ có tương lai rực rỡ, mà bây giờ bề trên kêu là tất cả những người Việt Nam chỉ có một đường duy nhất, đó là đạo nào giữ đạo đó nha. Đạo Công giáo thì cứ vô nhà thờ cho nhiều, đạo Phật á thì đi tìm đúng ông thầy, chứ không phải mà ngày hôm qua có ông thầy lên núi. Tự nhiên cái này đây mấy đứa nhỏ làm chính, ông tu 30 năm rồi mà kinh điển ông không có thuộc lòng gì chân á, ông cũng không thèm đọc kinh á. Cái mình nói ủa thầy tu kiểu kỳ vậy? Ồ thầy chỉ tu đại khái. Trời trời, ông đi trả lời trước mặt cả một đống người mà ông tu 30 năm rồi đó, ông đang ở dưới chùa ngày hôm qua nè, vậy mà ông nói một câu á mình nghe mình mới chán dán mặt mày, tu mà có chuyện tu đại khái 30 năm á. Quý vị nghĩ như vậy, một vị thầy như vậy mà làm sao? Hôm khi mấy đứa này nãy nó ngồi đây đọc kinh rào rào cũng là kinh Phật thôi. Đó là lý do tại sao nước mình vẫn còn cái nghiệp nó kéo dài dài. Đức thầy mới ngồi hôm kia về ngồi nói chuyện với Kiệt, nói hồi xưa đó ta tuân lệnh của cha con á, đặt 5 cây thẻ xuống tiên tri những cái sấm cơ, tên của con là Trong Xuân Hạ Tác Tuần Thư là tên con phải giải thích cho họ. Rồi Đức thầy nói á là ngày với giờ sẽ tới nhưng mà ta không có được phép nói. Ngày giờ mà thay đổi á, thay đổi gì mình biết rồi đó, đổi màu áo, không áo vàng công an cái mình đổi thành màu trắng, áo xanh lính giống Trung Cộng cái mình đổi thành áo đen giống Mỹ, phải không đại khái, chứ là đổi màu áo. Thì ngày giờ đó ta không dám nói nhưng mà nó sẽ xảy ra. Thì ngày hôm qua nè, mấy ngày hôm qua Đức thầy về dạy vì quá khổ, vì không có được học những cái văn hóa tốt của trước 75, cho nên nước Việt hôm nay đi sụp lùi lại gần 50 năm, thua Miên nữa, thua Lào. Tại vì mình còn phải mua điện của Lào là thua Lào, mình còn phải đi qua Miên mà đi làm mướn á, rồi cái bữa bị tàn hiếp còn phải trốn về ăn đám á, vẫn thua Lào. Hồi xưa Đài Loan cũng thua mình, bây giờ mình qua mình đẻ giùm cho nó, cháu ngoại cháu nội mà bị nó đánh như là đánh chó. Rồi Singapore, Lý Quang Diệu ước chi nước Singapore được một phần nhỏ như kiểu Hoàng Ngọc Viễn Đông á, là sung sướng. Cái ước của ổng hôm nay hơn xa rồi. Những người lớn tuổi ta biết. Có một cái bác hôm nay cũng 50 mấy tuổi, một chút xíu lịch sử về Đinh Lê Lý Trần, những lịch sử thời xưa gọi là cũng không hiểu nữa, cái mình mới thấy lạ sao kỳ vậy. Thì nó là sanh ra 75 không có được học, tại vì mấy cái lịch sử mà anh hùng dân tộc á Trung Cộng đâu cho học, bắt đốt sách hết rồi, thấy cũng buồn. Mà rồi cái mình để chiếc tàu dưới, cái nhiều người ở Việt Nam mà lớn tuổi nghe mình không nói, mấy đứa nhỏ thì dĩ nhiên không biết, cũng 40 mấy 50 á, còn không có biết chiếc tàu để dưới chân núi là ý nghĩa gì nữa. Cái hỏi mình trời, thiền nhân Việt Nam vượt biên, mấy triệu người đi vượt biên chết phân nửa, còn có phân nửa vậy mà cũng không biết, cái gì cũng không biết hết, chuyện động trời mà không biết. Còn nhỏ thì ở thì 16 tuổi khùng khùng điên điên giống như bị bệnh trầm cảm vậy á, kêu cầm trái lựu đạn hay cầm cái bây giờ được đặt tượng tùm lum vậy mà biết rành, vô lý. Giỡn con chổi mười mấy 20 tuổi bị suối á. Sẵn đây nói cái clip này là cái Zalo của Kiệt bị ở bên Việt Nam chặn lời, quý vị Kiệt không có nói chuyện với mấy người Việt Nam được, ai có muốn gì á vô Viber á số 408-833-5399. Chứ cái Zalo của Trung Cộng á, giờ nó chặn lại, nó không cho xài nữa. Giờ nó cũng canh mình dữ lắm, giống như nó cũng hơi để ý mình rồi đó. Nhưng mà có một cái mấy đại ca yên tâm, mình không có kêu dân đứng lên nổi loạn đâu, mình chỉ nói sự thật.
không sợ. Có tịch rụt rịch. Rồi giờ cái làm mấy cái chuyện rùi bu, chặn Facebook, chặn YouTube, chặn mấy cái gì của mình, Zalo có nằm nhò vậy đâu. Mình nói để cho mọi người có cái tinh thần ổn định để mà chờ một tương lai sáng sủa. Chứ ăn hiền ở lành chứ mình đâu có phải chính trị gì đâu. Vậy mà cũng lo. Cờ tàn mà lại tính đường để xe. Mấy ông này cờ tàn rồi tính đường để xe là vậy. Cái mình muốn nhắn cho cả nước Việt Nam hôm nay phải làm gì nha. Thứ nhất, tuổi trẻ thì nên nghiên cứu những gì trước 75, mấy đứa nhỏ nhỏ mà rảnh á. Người lớn lớn tuổi thì nên bắt đầu tìm hiểu về Phật. Nếu mà không tìm hiểu về Phật, tìm Chúa, không Chúa ở cao đài gì cũng được, miễn có tâm linh. Tìm củ quyền đất tổ mình là dọn dẹp bàn thờ ngày nào cũng khang trang. À, những người lớn rồi, người mà giống như người khổ, cái số phần trăm mà khổ là giống như bán vé số hay là bán hàng rong hay bán chợ Bến Thành bị ế ẩm rồi đó, thì họ không có bàn thờ, họ cũng chẳng có biết ngày mai ăn cái gì á, thì nên tìm những nhà có hảo tâm á, rồi cái giúp sức để mà đi làm từ thiện. Tại vì dầu sao cơn đói chỉ đói những người nghèo thôi, những người trung bình đâu có đói. Thì cứ chia sẻ nhau mà sống qua ngày. Thì lúc mà mình đi tìm những cái người có khát khá để mà làm từ thiện á, hết người nhà này tới nhà kia á, ngày phát chừng 5-10 gia đình cũng vui nữa, thì mình cũng có phần ăn. Thì như vậy cả nước sẽ qua được cái cơn khổ. Rồi những 2 triệu người, gọi là 2 triệu người đại gia đó, mà xưa nay mà không chịu thuận thiên á, mà tới ngày hôm nay rồi á, là sẽ mất trắng á. Tại vì mấy đại ca mà có chức quyền thì không có có làm ăn gì được. Thì ở dưới á, nó có 2 triệu người có tiền khá giả đầu tư này nọ, mượn danh của mấy người đó hay là ăn chịu với những người có chức quyền để mà làm giàu trên những cái người khổ và làm cho nước Việt hôm nay điêu tàn. Thì những người đó hôm nay xây nhà xây cửa hay là cơ sở gì cũng đều ấy hết, đó cũng là quả báo. Bởi vì cái này Việt biết mà, năm nay khi mà tiếng nói của Thiên Long Sơn mà lên đó, mà 2 triệu người này là chống đói, cứ nói mình là ảo, nói mình này kia, tại họ đang sung sướng, họ ngon lành, họ đang có tiền vô ào, họ không có giờ biết cái chuyện mà sắp xảy ra là cái gì. Thì hôm nay họ là người bị quả báo á. Chẳng những quả báo mà còn sẽ bị đột tử hay là ung thư hay là gia đình chuyện này chuyện kia nữa. Họ sẽ không có phải bình thường đâu, vì họ chống trời đó, cái số lượng đó đó. Còn nếu mà cái số lượng đó mà hôm nay mà biết quay đầu á, thì nên cùng với những cái người mà bằng khổ á, gọi là ở cái tầng mà thấp thiệt thấp á, cùng với nhau để mà đi giúp những người xung quanh của mình. Rồi chờ có một ngày cái ông râu dài ngồi ngoài tượng đá rồi ông xuất hiện, ông sẽ xuất hiện thiệt á, thì lúc đó mình còn được dự hội long hoa. Chứ còn nếu mà nằm ở nhà mà cứ ngóng cổ chờ nội, mà nhìn 4 bức tường với đi ra đi vô thôi, thấy mặt chồng thấy mặt con là thấy bắt quậu rồi đó, nổi điên lên rồi gây lộn nữa, gia đình không có hạnh phúc á. Còn giờ đi chơi, đi về cây xanh, đi biển, đi gì á, đi đâu cũng không thấy vui hết. Tại vì cảnh vật nó điêu tàn á, làm sao mà làm cho mình tinh thần đi vui mà về cây xanh được. Bây giờ mình vô nhà hàng mình ăn, bây giờ đâu còn nhiều nhà hàng Sài Gòn nữa mà có ngồi ăn nữa, mà tưởng tượng xung quanh bà con anh em mình nhà đang thèm cái món này á, mình ăn cũng không ngon nữa đó. Nó không có giống như mấy năm trước nữa. Càng ngày nó đi tệ vô như nè. Việt Nam đi vô như nè, đi vào ngõ cụt. Bữa hôm mình nói 4 bức tường đá kiểu danh từ Phật của ông, 4 cái núi đá. Còn giờ mình cứ nói đi vô cái ngõ hẻm mà Sài Gòn vậy á, đi tới ngõ cụt gì xong. Rồi lúc đó
mấy đại ca xách qua ly ra phi trường Nội Bài bay vù vù qua Mỹ. Kiếm kiệt kiệt gước. Rồi bác có gì chia sẻ bác cứ nói. Thì cái đầu tiên đó là trước khi đến đây đã từng nguyện mỗi ngày ba cây nhang với cha trời mẹ đất là độ cho tất cả mọi người trong gia đình được đến Thiên Quân Sơn bình an và gặp Thiên Tuấn Thiện. Thì đó ngày hôm nay gia đình được tội nguyện là thì mình tin tưởng rằng cái lời cầu nguyện của mình mỗi ngày đó là được chứng giám, và cũng mong muốn rằng tất cả những người thân trong gia đình này cũng như những người hiện diện ở đây khi đến được núi Thiên Quân Sơn thì được ơn trên độ cho được khỏe mạnh bình an, và những người mà có cái tâm chưa nghĩ đến thì cũng cầu xin ơn trên độ cho họ được nghĩ đến. Còn từ trước tới giờ đã từng nghe những cái clip của anh Thiên Tuấn Kiệt thì nói rằng xin cha độ cho Việt Nam mình không đổ máu khi đổi đời. Thì mình mới nghĩ rằng cái chuyện đó rất là khó, thật là cá nhân mình nghĩ thôi nha, rất là khó. Lý do là thù hận quá nhiều. Điển hình những người đại gia mà chị Cộng nói rằng đại gia đó, họ mất hết tài sản thì cái hận thù đó họ không quên. Thì tới cái ngày mà cái buổi giao thời thì máu không đổ thì cái chuyện đó mình nghĩ rằng rất là khó. Cho nên mình cũng mong muốn rằng những cái chuyện mà giống như là anh Kiệt nói cầu xin được như ý nguyện. Thành ra cái mình nói vừa rồi đó thì theo anh Kiệt nghĩ lại là có đổ máu hay không, chứ thấy là mình rất là lo sợ vấn đề đó tại thân nhân mình vẫn còn ở Việt Nam. Có quay bán này nha, lỡ có quay cũng không có bỏ ông lên nha, ổng còn đi về Việt Nam nha. Không, hiện giờ đang ở Mỹ. Chứ không phải Việt Nam. Con ở Việt Nam. Ở Mỹ thì nói được, nhưng mà cũng đừng quay. Thế này vậy bộ chỉ quay để mà có tiếng nói. Còn mấy người Việt Nam đừng có quay người ta, tại vì bả thì cộng nó kiếm chuyện mình á. Người của mình đừng để làm đại khái. Còn cái thứ nhất. Bao nhiêu ngày nữa đâu thầy. Dạ, yeah, nó đếm từng ngày mà. Còn nó có bao nhiêu. Giờ cái nhà nó mục chân hết rồi. 5 năm trước nếu mà mấy ổng mà thượng thiên thì con còn xin được là mình sửa cái nhà. Sửa nhà Việt Nam. Hôm nay đã quá 5 năm rồi. Tuổi của con đã lớn rồi, đúng ra con ra độ đời khoảng 50 tuổi. Mà hôm nay gần 56 rồi. Trễ 5 năm cơ vận bị trễ 7 năm. Đức thầy cũng bị trễ, đúng là 99 năm ngày xuất hiện. Cơ trời hôm nay đã bị trễ là vì những cái thằng lì lợm cứng đầu. Nhưng gần đây nhất cách đây 2 tuần. Những cái tượng đây mà quý vị nhìn thấy nha, không phải là tượng nha, người thiệt không đó. Thì ngày trận đạo, những vị anh gọi là hồn thiên sông núi của nước Việt á, thường dạy dỗ và chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở ngoài Bắc người ta thờ á, với mẹ với cha với mấy chư Phật đều nói sau này là chỉ có mình con á, là nửa đời nửa đạo, là vì tâm con đã là người tu từng nhiều kiếp rồi, con là chuyển lưng thánh dương, mà hôm nay một đời người ngắn ngủi kiệt này không có phước được mặc áo vàng như ông thầy ngày hôm qua 30 năm mà kiểu tu đại khái. Dầu sao mình cũng biết là nghiệp, dầu một giết con kiến cũng là nghiệp. Sáng nào cũng dạy mấy đệ tử là trước khi đi bước xuống giường phải đọc là tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Tán kỳ hình đó là con kiến mà nhỏ hèm tao không thấy đường tao đạp mày, mày có bể nát là cũng không có tội. Thì cái câu mà lấy ân báo quán là con đã bị nhồi nhét vô cái sọ này gần mấy chục năm. Ngày nào cũng vậy, mẹ cũng vậy, Phật Mẫu cũng vậy. Nước Việt nó có cái nghiệp, dân cũng có cái nghiệp, thế giới này cũng đang trả cái nghiệp. Cộng sản nó cũng khổ, nó đóng vai ác nó cũng trả cái nghiệp. Bác Hồ cũng khổ ở dưới tầng địa ngục 66. Hôm nay con xin ổng giống như tự chuồng cọp mà ra được ngoài, nhưng mà vẫn còn trong khám chí hoài, phải không? Thì ổng cũng đang khổ. Mà cái khổ của ổng nhất về ổng nói, ngài phải nói làm sao cho cái đám con cháu của tôi á, nó đừng có đem tôi hành hình. Mà sáng thì trồi lên giống như hành hình, tối thì sụp xuống.
Cái đó là một cái cực khổ của một cái xác chết. Ổng muốn hỏa táng rồi.